Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay thì mình sẽ không còn học từ vựng ngữ mà mình sẽ đổi gia vị nhé. Món ăn thì đôi khi mình cũng sẽ đổi mà, đúng không nhỉ? Ok, thì việc học tiếng Anh cũng vậy. Mà làm vậy thì mình sẽ cho việc học tiếng Anh thú vị hơn. Bắt đầu nè. Let's get started. Ok, bây giờ mình sẽ học các câu cơ bản trước. Đó chính là nói xin chào và tạm biệt. Nói xin chào và tạm biệt thì ai cũng đã biết rồi nha. Nhưng nói thế này để cho hay đây. Bắt đầu nào. Đây là những câu cơ bản. Mình nghĩ là chắc bạn này cũng đã biết rồi. Nhưng thôi thì bây giờ mình hãy ôn lại đi nha. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Từ morning có nghĩa là buổi sáng, thì nó được nhấn vào âm đầu tiên bởi vì nó là danh từ. Good morning. Các bạn chú ý nghe, đọc được phiên âm và sau đó các bạn đọc lại phát âm sao cho chính xác. Good morning. Good morning. Và các bạn cũng phải nhớ là nhấn trọng âm cho thật chính xác nha. Bởi vì khi mình nói mà mình nhấn trọng âm thì tất nhiên là sẽ nói chuyện hay hơn rồi. Good morning. Good morning. Ok, qua thứ hai nào. Hi. Hi. Từ này thì chắc bạn nào cũng biết, nhưng khi mà mình đi ra ngoài đường ấy thì mình nghe người ta bảo là hello là những từ mà giảm như là lịch sự, còn hi là những từ kiểu thân mật dạng vậy. Nhưng mà hi và hello thì mình thấy cũng nghĩa cũng như nhau, tương đương nhau. Hi. Nhưng khi mình chào người Tây á, có lần mình đi mình chào người khác là hello thì người ta vẫn chào mình lại là hi vậy thôi. Vậy các bạn muốn dùng từ nào thì dùng. Hi. Hi. Chào anh hoặc là xin chào hoặc là chào, mình dịch sao cũng được, miễn chi cái kiểu là kiểu mối quen biết rồi mình chào là được rồi. Nói chung là vậy, khi mình gặp mặt nhau là mình dùng hi hoặc là hello đều được. Hi. Hi. Bye. Bye. Khi mình gặp nhau thì mình xin chào. Vậy khi mình đi ý là mình không, mình dừng lại cuộc trò chuyện đó, mình đi rồi khỏi thì mình dùng gì? Bye. Bye or goodbye. Or bye bye. Bye bye là từ mà bên Việt mình hay dùng nhất, nhưng mà bên nước ngoài người ta cũng ít dùng bye bye lắm. Người ta hay dùng bye or goodbye. Mình nghĩ vậy. Bye. 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 Các bạn chú ý nghe và đọc lại. Bye. How are you? Từ tiếp theo. Khi mình gặp thì mình cũng phải biết hỏi mấy câu gì chứ. Chứ chẳng lẽ là mình chỉ gặp hello rồi bye. Kiểu vậy thì cuộc trò chuyện nó sẽ kiểu vô vị lắm. Ok. Bạn khỏe không? How are you? How are you? Các bạn chú ý. How are you? 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 Cái này thì người ta cũng chỉ là máy móc thôi, thì người ta không có nhấn được. Mình thấy là kiểu như là how are you or how are you, kiểu vậy. Mình không biết là kiểu nào đọc hay hơn nữa. Thôi thì các bạn thử đi, các bạn hãy xem thử, các bạn hãy cho mình comment bên dưới để biết cách nào đọc hay hơn nha. I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. Các bạn nghe và đọc lại. I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. Mình sẽ dịch nghĩa từng từ. Ok thì chắc bạn nào cũng hiểu. Ổn, ok, tốt, rồi. Thanks là từ viết tắt của từ thank you, có nghĩa là cảm ơn. I'm là I am. Yes. I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. Các bạn chú ý từ thanks là kiểu chữ K ra một cái rồi sau đó là xong rồi mix. Các bạn chú ý nha. I'm okay, thanks. Người ta là thanks. Thanks. Chứ biết bạn đừng có đọc là thanks hoặc là thanks là sai, hoặc là thank cũng sai luôn. Thanks. Kiểu AI á, các bạn chú ý nguyên âm đây. Cái phần phiên âm người ta ghi lại và đọc lại nào. I'm okay, thanks. Good to see you. Good to see you. Good là tốt.
See là nhìn, là gặp. You là bạn. To là một giới từ. Được gặp bạn thật tốt. Câu này là một câu đặc biệt. Câu này là một câu đặc biệt. Các bạn chú ý nghe và đọc lại. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Được gặp bạn thật tốt. Từ à, mình nghĩ đây là từ cuốn cùi rồi. Bắt đầu đi vào kiểm tra nào. Đây. Tôi ổn, cảm ơn. Đây gì nhỉ? I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. Từ tiếp theo. I'm okay, thanks. Good to see you. Good morning. Được gặp bạn thật tốt là gì nhỉ? Yes, good to see you. Cái này là gì? Chào, xin chào. Hello. Hi. Yes. Hi. Hi. How are you? How are you? How are you? How are you? A R E I. Bye. Tạm biệt. Chào buổi sáng là gì nhỉ? Yes, chào buổi sáng là good morning. Bởi cái này người ta ghi là good you. Good you là gì nhỉ? Có nghĩa là từ you sai rồi. Good morning. Good morning. Ok, kết thúc chơi thôi. Kết thúc tại đây. Ok, thì hôm nay mình chỉ nói có nhiêu đó. Lần sau mình sẽ hướng dẫn thêm. Và lần sau mình nghĩ thì nếu như mà ngắn như thế này thì mình sẽ một bài thì mình sẽ làm hai một video thì mình sẽ làm hai bài hoặc ba bài, nhưng như bài này ngắn hoặc bài này dễ kiểu như vậy. Nhưng mà mình thấy video mình cũng đủ dài rồi nha các bạn. Thôi tạm biệt các bạn. Bye bye. See you later.